Hôm nay được có cơ hội để cùng gặp gỡ giáo Thông Công, và đặc biệt là chúng ta cùng nhau học chung lời Chúa. Hôm nay thì khá là bận rộn, nhất là gần Giáng sinh rồi, cái công việc của sự giảng dạy. Mục sư Hào thì lại bị tai nạn, bị gãy xương vai, làm cho tất cả mọi việc chúng tôi phải bị động và ít có cái sự tham gia cùng với anh chị em. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau sẽ học lời Chúa ở trong phân đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu số 10. Luca đoạn 7 từ câu 1 cho đến câu 10. Tôi trân trọng kính mời một tôi tớ Chúa, và xin mời cô Trắc ạ, xin mời cô Trắc có thể đọc giúp phần Kinh Thánh này. Luca đoạn 7 câu 1 đến câu 10. Dạ, tôi xin đọc lời của Chúa ở Luca đoạn 7 từ câu 1 đến câu 10. Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng nghe rồi, thì Ngài vào thành Ca-bê-na-âm, và một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đội, thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, xong xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành, vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác. Tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ say đến trở về nhà thấy đầy tớ lành mạnh. Xin hết. Dạ, xin cảm ơn cô Trắc. Chủ đề tôi chia sẻ với tất cả quý ông bà chị em cùng với nhau ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là phép lạ cho người có đức tin lớn. Dạ, phép lạ cho người có đức tin lớn. Dạ, ở trong Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng là Chúa Ngài rất là quan tâm đến cái người có đức tin. Và khi một người có đức tin thì Kinh Thánh nói như vậy, là cái người nào mà đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin rằng có Đức Chúa Trời, vì Ngài đã đến ngay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Và cái người đến gần Đức Trời thì tin có Đức Trời, thì chính cái điều đó làm cho Chúa Ngài hài lòng, ở trong Hebrew đoạn 11 câu số 6. Và tất cả chúng ta cũng vậy, chúng ta có đức tin, và mỗi người chúng ta tin Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình thì chúng ta được xưng là con cái của Đức Chúa Trời. Và là con cái của Chúa, chúng ta có thể đến gần với ngay ân điển của Ngài, đến gần sự cầu nguyện. Qua sự cầu nguyện chúng ta thông công với Chúa rất là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là ở trong Kinh Thánh thì cũng có trường hợp mà Kinh Thánh gọi là đức tin lớn, hay là Chúa Giêsu Ngài khen gọi là đức tin lớn. Có hai trường hợp, một là trường hợp của người đàn bà Canaan ở trong Matthew chương 15, và thứ hai đó là chuyện của thầy đội ở trong Matthew chương 8 cũng có, và Luca chương 7 này. Thì tôi lại thích cái phần Luca chương 7 hơn, bởi vì nó có nhiều cái sự dạy dỗ hơn ở trong Matthew chương 8. Phải chăng rằng chỉ có những người có đức tin lớn thì Chúa mới làm phép lạ không? Nhưng vì cớ ở đây Chúa Giêsu Ngài khen rằng là đây là người có đức tin lớn. Ngài ngạc nhiên vì cớ người này có đức tin lớn. Cho nên rằng là Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành cho cái người có đức tin lớn này. Là chúng ta sẽ đi lần lượt về cái tâm tình của người thầy đội này như thế nào, mà để có thể Chúa Ngài lại quyết định là Ngài nói rằng là ta sẽ đến để chờ chữa cho nó được lành.
Và cuối cùng thì Ngài không đến mà người đại tớ vẫn được làm. Dạ, tôi xin phép chúng ta xem lại ở trong cái đầu câu số 2. Và một thầy đồ kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa, đau gần chết. Nghe nói Đức Chúa Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa, xin Ngài đến chữa cho đầy tớ tôi được. Như hồi nãy tôi có nói rằng trong Kinh Thánh có nói đến hai người mà Chúa khen là đức tin lớn. Một là người đàn bà Ca-na-an và hai là người thầy đồ. Nhưng mà cả hai trường hợp này nó đều khác nhau. Cái trường hợp thứ nhất là người đàn bà Ca-na-an, thì ở đây bà cầu nguyện cho con gái của mình bị mắc quỷ ám, đau đớn lắm. Và Chúa thì Chúa nói rằng ta không đến chữa cho nó đâu, không có thể quăng bánh của con cái cho chó. Nhưng mà người đàn bà này thì nói rằng là lạy Chúa, con cái sẽ, xin lỗi, con chó con sẽ ăn mấy cái bánh vụn ở trên bàn của chủ rất sức. Và bà khẩn thiết với Chúa để xin Chúa chữa cho con cái đồng gạch. Với cái sự khẩn thiết đó, với đức tin cũng như với sự khẩn thiết đó, thì Chúa nói rằng là theo như đức tin của người thì bị sẽ làm vậy. Mà người đàn bà này ngay lập tức con gái của bà ở cách xa bà đó đã được sự chữa lành. Nhưng mà ngược lại thì cái ông thầy đội này là khi mà ông nhờ đến những cái người trưởng lão của dân Giu-đa xin Chúa, cầu xin Chúa, bởi vì sao ông lại là người lại nhờ đến những trưởng lão của người Giu-đa để cầu xin Chúa? Ở trong Ma-thi-ơ thì nói rằng là ông đến và nói với Chúa rằng tôi có một đứa đầy tớ, nó đau bệnh bại và đau đớn lắm. Ông chỉ trình bày cái nhu cầu của ông thôi. Nhưng mà ở trong cái phần Kinh Thánh Luca thì ghi chi tiết hơn. Và chúng ta biết rằng giữa Ma-thi-ơ và Luca thì hai người này có một về cái bối cảnh nó khác nhau. Luca là một vị thầy thuốc, cho nên Luca ghi một cách rất là chi tiết trong cái câu chuyện này. Cho nên Kinh Thánh ghi lại là nghe nói Chúa Giêsu đến đó thì ông bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài để chữa cho đầy tớ của mình. Cái lý do tại sao mà ông lại nhờ đến những người trưởng lão của dân Giu-đa? Ở trong câu số 4 thì có sự giải thích cho chúng ta. Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu mà Ngài xin rằng thầy đội thật đáng cho thầy nhận điều này. À, tức là những người trưởng lão này đến và nói với Chúa Giêsu, cái người thầy đội này nè đáng cho thầy nhậm lời này lắm. Vì sao? Bởi vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Nó có một cái lý do để người thầy đội này nhờ những người trưởng lão này đến cầu xin Chúa chữa cho đệ tử của ông. Và chúng ta biết cái người thầy đội hay còn gọi là cái người mà lãnh đạo quân đội, thì người lãnh đạo quân đội thường thì tánh khí rất là nóng nảy, hay nói cách khác là họ là người có cái đầu óc gọi là binh biến, rồi có những cái sự tính toán rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây cái người thầy đội này lại có một cái thái độ đặc biệt đến dân Giu-đa. Thời điểm của hội thánh, xin lỗi, thời điểm của công dân của Chúa, dân Israel lúc bấy giờ đó là họ bị cai trị bởi đế quốc La Mã. Và thầy đội này là một trong những người quan tổng binh, người mà đến để mà cai trị đại diện cái đế quốc, là mẫu quốc để cai trị đất nước Israel. Đối với một cái con người như thế này thì dân Israel họ không có ưa đâu, họ không có thích đâu, dân Giu-đa không có thích đâu. Cũng như là Phi-lát vậy, ông làm quan một vua chư hầu, xin lỗi, ông là một người mà đến để mà cai trị trên dân Israel ở đất nước của Israel, và khiến cho dân Israel không có yêu thích ông. Còn những người thâu thuế cũng vậy, ví dụ như là Sa-chê là người thâu thuế thì dân Israel cũng không có thích những người thâu thuế. Cho nên vì vậy mà khi mà Chúa Giêsu đến với những người thâu thuế hay là đến với những người mà có tội lỗi, thì dân người thông giáo, người Pharisee là hay tìm cách để bắt bẻ Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây cái người thầy đội lại có một cái tâm tình rất là đặc biệt, đó là người
người này yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự công bình, cũng là Đức Chúa Trời của sự thương xót. Và luật của Ngài đó là Ngài, nếu mà ai thương xót thì Ngài thương xót lại. Và nếu ai quan tâm đến dân của Ngài, chỉ cần một ly nước lạnh thôi thì cũng không mất phần thưởng được. Chúng ta là bất cứ ai vì cớ ta mà tiếp đón một người trẻ vì cớ, vì một ly nước lạnh thôi, thì người đó cũng không mất phần thưởng. Và từ ngàn xưa cho đến bây giờ cũng vậy. Bất cứ ai vùi giúp con cái của Chúa, bất cứ ai quan tâm đến con cái của Chúa, bất cứ ai yêu thương con cái của Chúa thì đều được Đức Chúa Trời ngày ban phước. Chúa khẳng định rằng là ai mà thâu qua bình cho Jerusalem, ai yêu mến ngươi thì người đó sẽ được thới thật. Và đó là cái bản bổn tánh của Đức Chúa Trời. Trong thời của Pharaoh thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng Joseph là một người bị bắt làm nô lệ. Nhưng mà sau khi ông giải điềm chiêm bao cho Pharaoh, cuối cùng Pharaoh cất nhắc ông lên làm thầy tướng. Lúc bây giờ dân Israel rất là hưng thịnh bởi vì Joseph là thầy tướng và ông bảo lãnh cả gia đình của mình 70 người qua xứ Ai Cập để lãnh nạn, và được vua Pharaoh cấp cho một cái nơi gọi là Goshen để ở tại đó, gia tộc của ông ở đó. Và từ đó dân Israel được phát triển một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà sau khi vua Pharaoh chết thì người ta không còn có biết Joseph là ai mà cũng không thèm quan tâm đến dân Israel là gì. Lúc bây giờ dân số Israel được gia tăng một cách rất là nhanh chóng. Đến nỗi vị Pharaoh kế tiếp đã ra lệnh rằng hãy nói với những người mù đó, bà mù, khi nào đỡ đẻ cho người đàn bà Hebrew thì nếu là con trai thì giết chết, còn con gái để cho sống. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong kinh thánh xuất dịch Ê-díp-tô ký chương 1 thì những người đàn bà này lại là người kính sợ Chúa. Tôi xin đọc lời Chúa ở trong xuất dịch ký đoạn 1 câu 19. Các bà mụ tâu rằng ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ê-díp-tô, vì họ khỏe mạnh hơn, đã sanh nở trước khi phụ đến. Ở trong câu 21, thấy vậy vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Dạ, chúng ta thấy ở đây những người bà mụ này là người kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa đây được trả bằng cái giá thậm chí là chính mạng sống của các bạn. Nhưng mà tại sao những bà này lại quyết định để cho đứa con còn sống, những đứa con trai còn sống, làm vì cớ rằng là những người mụ này là người kính sợ Đức Chúa Trời. Họ quan tâm đến dân của Chúa, họ yêu thương dân của Chúa, cho nên họ giữ lại những đứa con của dân của Chúa. Và chúng ta thấy ở đây phi ngược mà những người này kính sợ Đức Trời thì có phải rằng họ không được ban thưởng chăng? Kinh Thánh ghi lại ở trong câu 20, tôi sẽ đọc lại 20 và 21. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Dạ, thương bà chị em, bất cứ ai yêu mến dân sự của Chúa, bất cứ ai quan tâm đến dân sự của Chúa, chăm sóc dân sự của Chúa thì đều được Đức Chúa Trời Ngài nói đến, đều được Chúa Trời Ngài trả công, đều được Chúa Trời Ngài ban ơn. Và chúng ta thấy quả thật những quốc gia mà yêu thương dân sự của Chúa, những vị lãnh đạo mà yêu mến hội thánh của Chúa, kính sợ Đức Chúa Trời, thì quả thật đó là một quốc gia được phước, đó là một dân tộc có phước, bởi vì những người lãnh đạo, những người chính quyền kính sợ Đức Chúa Trời hay là quan tâm đến dân sự của Chúa thì Đức Chúa Trời ban phước cho. Và tôi tin điều này, dân Việt Nam ở tại Việt Nam cũng vậy. Trước đây có sự khó khăn rất nhiều trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà tạ ơn Chúa từ năm 2005 thì bắt đầu chính quyền quan tâm đến những hội thánh tư gia, mở cửa để đón tiếp hội thánh tư gia và cho hội thánh tư gia có cơ hội để họ nhóm lại ở tại tư gia. Và kể từ đó hội thánh của Đức Chúa Trời được phát triển ở khắp vùng miền ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta thấy một điều,
Khi mà chính quyền quan tâm đến Việt Nam thì Đức Chúa Trời cũng ban phước cho chính quyền Việt Nam. Và tôi nhìn lại ở các quốc gia ở trên thế giới, như ở Mỹ, ở các nước châu Âu, ở Hàn Quốc, mà chính quyền mà quan tâm đến đất nước, xin lỗi, quan tâm đến dân sự, quan tâm đến hội thánh của Chúa, thì Đức Chúa Trời lại ban phước cho chính quyền đó. Điều này không ngoại lệ. Chúng ta tạ ơn Chúa ở đây. Cho nên thầy đội này là người quan tâm đến dân của Chúa, yêu dân của Chúa, và chẳng những yêu dân của Chúa còn cất nhà hội cho chúng tôi. Đó là một cái điều rất là lạ lùng, phải không thưa bà chị em? Đối với hội thánh của Chúa lúc bấy giờ, dân Israel lúc bấy giờ, thì họ nhóm nhau ở tại nhà hội. Rồi sau đó thì cái lý do mà họ nhóm nhau ở tại nhà hội bởi vì có nhiều cái sự thay đổi ở trong dân của Chúa, ở trong đạo của Chúa. Và cho nên là vì có đó mà nhà hội là nơi mà là cái nơi để có thể dân sự có thể đến đó thờ phượng Chúa. Qua trải theo năm tháng thì chúng ta ấy từ một cái người dân du mục như là Abraham, rồi cho đến thời của Môi-se thì Chúa kêu cất đền tạm, và dần dần thì cất nhà hội và đền thờ Israel, đền thờ rất là nguy nga lộng lẫy. Nhưng mà sau này thì sau khi đền thờ Israel bị phá hủy thì cái sự tập trung thần phượng không còn tập trung ở tại Israel nữa, nhưng mà được lan tỏa theo mạng lệnh của Chúa là đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Đi đến đâu thì họ giảng tin lành đến đó, và dùng cái nơi khu vực đó, cái người nào là người bình an của Chúa, người nào có tâm tình thì mở cửa để đón tiếp dân sự của Chúa. Trong hành trình truyền giáo của Phaolô thì chúng ta biết rằng có nhiều gia đình họ đã dâng cái nơi nhà của họ để làm nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Trong thời của Chúa Giêsu cũng có những người dâng cái nhà của họ để làm nơi mà Chúa Giêsu ngày đến đó để giảng đạo. Ví dụ như ở trong sách Mát chương 2, câu chuyện về bốn người bạn khi người bạn và dòng người bạn bại của mình nó xuống ngay chỗ Chúa Giêsu, bởi vì ở tại trong cái nhà của một người mà thờ phượng Chúa. Rồi chẳng hạn như nhà của Simon cũng đón tiếp Chúa ở tại nhà của ông. Và trong hành trình truyền giáo Phaolô thì Aquila và Bedesim cũng là người mở cửa nhà của mình để đón tiếp hội thánh của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Giải qua lịch sử của hội thánh, những người quan tâm đến nhà của Chúa để tạo điều kiện để cho dân của Chúa có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa thì đều được ban phước hết. Cho ta nhớ lại cái câu chuyện của vua David, khi mà vua David rước hòm giao ước, thì khi vua David rước hòm giao ước, ông đã chuẩn bị khoảng trên 10 vạn, trên 3 vạn người, trên 3 vạn người. Những người này là những người có cái quyền chức, có địa vị, và cũng là những người có khả năng ca hát nhảy múa để đón hòm giao ước này. Và trên cái đoạn đường đón về như vậy thì cái hòm giao ước nó bị nghiêng ngã, bởi vì đặt cái hòm giao ước hay là chở hòm giao ước ở trên một cái chiếc xe mới, mà con bò thì nó kéo đi xe, nó sai với nguyên tắc của Chúa. Đang khi như vậy thì cái hòm giao ước bị ngã, thì Usa là người đi gần hòm giao ước và ông đưa tay đỡ hòm giao ước. Đó là một cái động thái, một cái động cơ rất là đúng đắn. Nhưng mà khi Usa đỡ cái hòm giao ước thì Chúa hành phạt Usa. Kinh Thánh ghi được, Chúa hành hại Usa và Usa chết. David đang vui mừng để mà rước hòm giao ước của Đức Trời về tại nhà của David. Ông đã chuẩn bị một nơi cho hòm của Chúa ngự. Nhưng mà khi thấy Usa bị chết như vậy thì David sợ hãi. Và chúng ta xin mời bà cho em chúng ta cùng mở ra ở trong sách Samuel thứ nhì chương 6. Samuel nhì chương 6. Xin đọc giùm tôi câu 9 cho đến câu 11. Xin mời một cô tớ Chúa giúp đỡ. Samuel nhì chương 6 câu 9 đến câu 11. Dạ, trong ngày đó David sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng: hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được?
Vậy David không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David. Bèn biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom là người Gác. Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom, người Gác. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người. Amen. Dạ, xin cảm ơn. Chúng ta thấy rằng là David đang rước hòm giao ước của Đức Trời về nhà David, nhưng mà bị Usa chết ở trong cuộc tam. Đức Chúa Trời đã hành hạ Usa và Usa là chết tại đó. David sợ hãi và không rước hòm giao ước vào trong nhà của mình nữa, mà làm gì? Ông chuyển hướng và ông gửi hòm giao ước vào nhà của Obed-Edom là người Gác. Và tại nơi đây thì Đức Chúa Trời đã ban phước cho nhà Obed-Edom cùng là hòm giao ước của Chúa. Nhưng mà David thì lại sợ hãi, không dám rước hòm của Chúa về nhà vì ông sợ bị tai vạ. Bởi vì Usa mới vừa rời đến hòm giao ước thôi là Usa đã chết, cho nên bị ông chuyển hòm giao ước vào trong nhà của Obed-Edom là người Gác. Như vậy thì chúng ta thấy David chuyển hòm đó là chuyển cái họa hay là cái phước? Thực tế trong lòng của David thì đó là chuyển cái họa chứ mà cái phước. Nhưng mà vì nhà của Abraham là người mở lòng ra để đón nhận hồn của Đức Chúa Trời một cách trân trọng, ông quan tâm đến hồn của Chúa, ông quan tâm đến nơi người của Chúa, ông quan tâm đến nơi mà đó chính là cái sự hiện diện của Chúa thông qua hòm giao ước. Cho nên là chỉ có 3 tháng thôi, Đức Chúa Trời đã ban phước cho nhà Obed-Edom đến nỗi cái sự phước hạnh đó vang dội đến David. Và sau đó thì David lại cử các thầy tế lễ để đến để thỉnh hòm giao ước của trời trở về nhà của David này. Bây giờ chúng ta trở lại ở Luca đoạn 7. Chúng ta thấy cái tâm tình của thầy đội này, đó là người mà yêu dân của Đức Chúa Trời. Ông là một dân ngoại nhưng mà ông là người yêu dân của Chúa. Ông là người biết quan tâm đến nhà của Chúa, mà Đức Chúa Trời Ngài còn quan tâm đến ông và Ngài đã làm một cái phép lạ trên đầy tớ của ông. Thì huống chi chúng ta ngày hôm nay, tôi và quý bà chị em là người của Chúa, con cái của Chúa. Nếu chúng ta yêu thương nhau, nếu chúng ta quan tâm nhau, nếu chúng ta đặc biệt quan tâm đến nhà của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ Ngài quên chúng ta. Thương bà chị em, tạ ơn Đức Chúa Trời, trong những ngày qua nhiều ông bà chị em đã quan tâm đến công dân của Chúa tại Việt Nam, yêu thương đến những người đang bị bạo lục, yêu thương đến những người đang gặp khó khăn nghịch cảnh ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Đôi khi chúng ta có những sự dâng hiến của chúng ta đó, sự quan tâm đó, nó có thể chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì đó không bao giờ là bất phần thường cả. Cho nên tôi kích lời quý bà chị em, qua hình ảnh của thầy đội này mà Đức Chúa Trời Ngài đã đổi đến trên đời sống của ông. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái phần Luca đoạn 7 này. Như vậy chúng ta thấy là cái điều kiện để người thầy đội này có thể dạ dĩ đến gần Chúa và xin Chúa một cái trình bày với Chúa một cái duyên cớ. Và ông có thể là ông nghĩ rằng vì ông là người ngoại cho nên ông không thể cầu nguyện với Chúa được, không đến gần với Chúa được. Cho nên ông nhờ đến những người trưởng lão, là những người đã biết Chúa, những người thờ phượng Chúa, cho nên là đến cầu xin với Chúa. Chúng ta xem tiếp ở đây câu số 6. Đức Chúa Giê-xu bèn đi với họ, khi này gần tới nhà thầy đội, sai bạn hữu mình đi thưa với Ngài rằng: lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi. Lại một cái sự việc đã xảy ra. Chỗ này chính là cái chỗ mà Chúa Giê-xu Ngài ngạc nhiên vì cỡ rằng cái người thầy đội này, ông nói rằng tôi không có đáng để mà mời Chúa vào nhà. Có thể ông mặc cảm những cái tội lỗi trên đời sống của mình, hay là có một cái gì đó trên đời sống của ông, ông không dám rước Chúa vào nhà. Nhưng mà ở trong sách Ma-thi-ơ thì ghi lại là gì? Ông nói rằng tôi không đáng rước Chúa vào nhà, Chúa chỉ cần phán một lời thôi thì đầy tớ tôi được lành. Chúa Giê-xu ngạc nhiên về điều đó. Và ngài ông mới nói rằng là bởi vì sao? Chúng ta xem ở trong câu số 7. Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa, song xin Chúa phán một lời thì đầy tớ tôi được lành. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái từ quan tâm, cái điều thứ hai để có thể là Chúa gọi người thầy đội này đức tin lớn. Thứ nhất là người thầy đội này quan tâm đến dân sự của Chúa và nhà của Chúa. Thứ hai là người thầy đội này quan tâm đến đầy tớ của mình.
Thưa bà chị em, thời điểm lúc bấy giờ, nô lệ là một người không có tiếng nói. Thậm chí là nếu như người chủ không thích thì có thể giết đi, bởi vì đã được mua bằng tiền. Ở đây cái người đầy tớ của thầy nội này, tức là một người không ra chi. Ông có thể là bỏ cái người này và kiếm người khác để có thể thế cho người này. Bởi cái người này bị đau bại mà bây giờ để cái người này thì là tốn kém. Nhưng mà chúng ta thấy là người thầy nội này nói gì? Người thầy nội này thấy đầy tớ mình đau đớn, chịu không nổi và cầu xin với Chúa. Trình lên với Chúa, đây tôi có một đầy tớ, nó bị đau bại. Nhờ những người trưởng lão. Nhưng mà khi người trưởng lão nói với Chúa và Chúa đi đến gần tới nhà rồi, thì ông lại sai một người khác ra: đừng đến Chúa, đừng đến nhà của tôi không xứng đáng để đón Chúa vào nhà. Bây giờ Chúa chỉ cần phát một lời thôi Chúa ơi, một lời thôi. Chúng ta thấy cái tâm tình của người thầy nội này, cái tâm lòng yêu thương của người thầy nội này đối với cái người đầy tớ của mình. Ông đã yêu thương dân sự của Chúa, yêu thương quan tâm đến nhà của Chúa. Bây giờ ông yêu thương đến đầy tớ của mình là một người thấp hèn. Bảo ông đã yêu thương, ông quan tâm đến. Chúa đã làm ai thương xót kẻ nghèo, tức là cho đến Đức Sư Hồ Vàng vay. Khi chúng ta quan tâm đến những người không có khả năng, thì đó chính là lúc mà chúng ta đang dỡ tràn đến trái tim của Đức Trời, đó chính là cái lòng thương xót của Ngài. Chúa Giêsu ngạc nhiên về điều đó. Bây giờ ông trình bày câu số 8: vì chính tôi là người thuộc dưới quyền người khác, tôi cũng công đến dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, biểu tên kia rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đề tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đã, ông trình bày cái việc là tại sao là Chúa không cần phải vào, Chúa chỉ cần phán một lời thôi thì nó trở thành. Điều này là cũng là điều thứ ba mà tôi muốn sáng với hội thánh, tất cả anh chị em ở đây. Đó chính là người này là người có một cái đời sống đau phục hay là sự vâng phục quy quyền. Ông nói rằng tôi có quân lính dưới quyền tôi, nhưng tôi cũng ở dưới quyền người khác. Tôi biểu tên lính này đi đến đây thì nó đi, đi đến kia thì nó đi. Và như vậy thì cái người trên quyền của ông đó cũng sai ông đi đến đây thì ông đi, và đi đến kia thì ông đi. Bây giờ ông nói Chúa chỉ cần nói một lời thôi. Ông biết về cái quy quyền của Chúa chính là quy quyền tối cao. Chúa chỉ cần phát một lời, Chúa chỉ cần rờ chạm đến thôi thì lập tức đầy tớ đó. Chúa Giêsu chữa lành rất là nhiều cái phương cách khác nhau. Có người thì ngờ rờ đến, có người thì ngài phán, có người thì rờ đến ngài như người đàn bà bị bệnh mất huyết, có người thì trực tiếp Chúa hòa bùng và Chúa sức vào mắt, nói Chúa kêu hãy đi rửa ở ao Siloe thì người đi và được chữa lành. Và khi người thầy đội này trình bày cái duyên cớ này trước mặt Chúa, thì chúng ta rằng Chúa thật là ngạc nhiên. Chúng ta xem câu 9: Đức Chúa Giêsu nghe lời ấy lấy làm lạ cho thay đổi, bèn xoay lại cùng đồng dân theo mình mà phán rằng: ta nói cùng các ngươi, dầu trong Israel ta chưa thấy một người có đức tin lớn như này. Vậy thì yếu tố nào ở đây làm nên một cái điều đó là người có đức tin lớn mà Chúa khen? Là người có tinh thần thuần phục, là người nhận biết được quy quyền và thuần phục quy quyền. Vì nước của Đức Chúa Trời, vương quốc của Đức Trời là vương quốc, không phải là vương quốc loạn lạc, bèn là vương quốc của sự trật tự và hòa thuận. Thương bà chị em, khi tôi và quý bà chị em có một cái sự trật tự, cái sự hòa thuận, sự hiệp một ở trong Chúa, kính sợ Chúa mà vâng phục lẫn nhau, thì không khó để cho Đức Chúa Trời ngài hành động ở trên đời sống chúng ta, cho dẫu đó là gì. Tối hôm nay chúng ta biết rằng là cả thế giới đang vừa kỷ niệm 500 năm cải chánh giáo hội. Những cái điểm mạnh rất nhiều, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn lại thấy có những điểm yếu nữa. Điểm yếu đó là có một sự rời rạc, điểm yếu đó là có một cái sự không có sự hiệp một, điểm yếu đó thì có nghĩa là mạnh ai nấy làm, chúng ta không có tiếng nói chung. Chúa cần lắm khi chúng ta hiểu được cái quy quyền, chúng ta hiểu được quy quyền và đầu phục quy quyền, chúng ta hiểu được cái giá trị của sự hiệp một và hiệp một với nhau để cầu thai cho dân tộc mình. Trong những đêm truyền giảng ở tại sân Gôn Gạch Chiếc ở tại quận 2, có hơn 1.000 người tin nhận Chúa. Tôi không biết được số lượng chính xác, nhưng nghe lại thì là khoảng hơn 1.000, từ 1.500 cho đến 2.000 người tin nhận Chúa trong 2 đêm truyền giảng. Chúng ta có đầy niềm vui như vậy,
Điều đó rất là phước hạnh. Và chúng ta lại tiếp tục vào tháng 12 này thì ở tại Hà Nội có hai đêm truyền giảng lớn nữa. Mong rằng tại ngày đó, những ngày đó sẽ là những ngày hội thật sự là ngày hội yêu Hà Nội của Hội Thánh Chúa Việt Nam tại Hà Nội, để sẽ có hàng ngàn con người sẽ chạy đến với Chúa tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống của mình. Thương bà chị em, có một đầy tớ, có một người đầy tớ, có một người không ra chi đang bị đau bại. Thế thì xin ông bà chị em và tôi, chúng ta có nên cầu thay cho đầy tớ này không? Đầy tớ đó có thể là một ai đó ở trong Hội Thánh. Đầy tớ đó cũng có thể là một ai đó, là một Hội Thánh nhỏ nào đó. Đầy tớ đó cũng có thể là tại Việt Nam, Hội Thánh ở tại Việt Nam. Đầy tớ đó cũng là một ai đó mà không còn có khả năng để hoạt động, mà đang ở dưới cái sự lãnh đạo của người khác. Cần lắm một cái lời cầu nguyện, cần lắm một lời kêu xin, cần lắm một đức tin để phóng thích quyền năng của Đức Chúa Trời thông qua danh của Chúa Giêsu để cho người đại tớ đó được chữa. Ở đây chúng ta thấy thay đổi này, ông là người của quân đội, ông biết về cái quy quyền, dù cho ông là người ngoài nhưng ông biết cái quy quyền, ông biết thuần phục quy quyền và ông biết sử dụng quy quyền. Cho đến khi ông gặp gỡ Chúa và ông biết rằng Chúa có quy quyền hơn tất cả nữa, bởi vì ông là người đã sử dụng quy quyền trong lời nói của mình cho những người khác, người dưới quyền của ông, thì những người đó đều vâng phục. Thì bây giờ ông đã nhận biết Chúa Giêsu đấng có quy quyền hơn hết. Ngày nay Chúa Giêsu chính là đầu của Hội Thánh, Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh, Ngài có quy quyền hơn hết. Thương bà chị em, chúng ta cầu nguyện, khẩn nguyện, hỡi những đại tớ đang có mặt ở tại đây, chúng ta là những người đang hiện diện ở tại đây, chúng ta hãy thêm một lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại Việt Nam, cho Hội Thánh của những cái vùng sâu vùng xa, những cái nơi mà có thể là họ không thể nào chuyển động được, họ không thể hành động được, họ rất là đang yếu mỏng, họ đang bị đau đớn, thì giờ đây bởi sự hiện diện ở trong danh Chúa Giêsu, tôi tin rằng Chúa chỉ phán một lời thôi, đầy tớ của chúng ta được chữa lành. Hội Thánh của Chúa được chữa lành, những Hội Thánh đang yếu đuối sẽ được phục hưng, trỗi dậy trong quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa cần lắm chúng ta một đức tin của sự hiện một, của sự khao khát đến đời Chúa, và tin rằng quy quyền của danh Chúa là quy quyền tối thượng. Ngài có thể chỉ cần phán một lời thôi, Chúa ơi, tối hôm nay chúng con cần một lời của Chúa phán thôi, xin hãy phán đi Chúa ơi, để cho chúng con, để cho đầy tớ của chúng con được chữa lành. Xin Chúa Ngài thương xót mỗi lời sống của chúng ta, thương xót Hội Thánh của Chúa và thương xót dân sự của Ngài. Người có đức tin lớn là gì, ông bà anh chị em? Thông qua thay đổi này, Chúa khen là người có đức tin lớn. Người đàn bà Canaan, Chúa khen là bà có đức tin lớn, bởi vì bà bất chấp mọi thứ, bà khao khát hoàn thành để cho đứa con của mình được chữa lành. Trong hình ảnh của người thay đổi này, chúng ta thấy thứ nhất là ông là người biết quan tâm đến dân sự của Chúa và nhà của Chúa. Không bao giờ là thừa nếu chúng ta quan tâm đến dân sự của Ngài, yêu thương dân sự của Ngài hoặc quan tâm đến nhà của Chúa. Thứ hai là ông biết về cái quy quyền của Chúa, quý cái quy quyền tối cao của Chúa, bởi cái đức tin đơn sơ và biết cái sự thuần phục quy quyền, ông biết quy quyền tối cao của Chúa, cho nên phép lạ đã xảy ra. Khi nói về đức tin lớn, có thể lắm chúng ta sẽ nghĩ rằng phải có một người gì đó rất là cao siêu, hay có một người có hiểu biết thần học cực kỳ cao siêu thì quyền năng phép lạ giống khi xảy ra. Chúa Giêsu Ngài không đặt cái điều đó là quan trọng, bởi vì khi Nicodem đến gần Chúa, ông là một giáo sư của người Giu-đa thuộc về dòng Pharisee đến gần Chúa, khi mà Chúa nói về sự tái sanh thì ông không biết. Chúa nói rằng là ta nói những gì thuộc về đất mà ngươi không biết thì sao nó viết cho người về trời. Khi ông Chúa nói về trời thì ông lại hiểu về đất.
Chúa nói về thuộc linh thì ông hiểu về thuộc thể. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 39, Chúa nói các ngươi tưởng rằng dò xem Kinh Thánh tưởng bởi đó được sống bởi đời, đó là Kinh Thánh làm chứng về ta. Câu 40 Chúa nói rằng các ngươi không muốn đến với ta để được sự sống. Như vậy hoàn cảnh này với cái người bại như thế này, thần học không cứu được người bại, không cứu, không chữa lành được người bại. Với một cái con gái của người đàn bà Canaan, thần học không thể nào đuổi được cái con quỷ ra khỏi người đàn bà Canaan. Nhưng mà ở tại nơi đây, đó là một người nhận biết được uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời và biết được uy quyền, sống trong cái sự đầu phục uy quyền đó, theo nguyên tắc của uy quyền đó, và phép lạ Chúa đã xảy ra. Như vậy đức tin lớn nó không phải là cao siêu, nhưng đức tin lớn đó là đức tin hiểu biết, biết Chúa có quyền năng, biết mình là ai, biết sức lực giới hạn của mình để nương cậy nơi Chúa, thì đó chính là đức tin lớn. Đức tin lớn là đủ khôn ngoan để hạ mình xuống mà nói rằng Chúa ơi, con chẳng làm chi được, chỉ có mình Ngài mới có thể quyền làm. Đức tin lớn là đức tin sẵn sàng hạ mình xuống để nói rằng Chúa ơi, con sai rồi, bởi vì con có một cái tấm lòng của sự chia rẽ, không có tấm lòng của sự yêu thương, của sự hiệp một. Đức tin lớn, đức tin phải quỳ gối xuống trước mặt Chúa để cầu thay cho một người không xứng đáng. Mình xin Đức Chúa Trời buổi tối hôm nay, Ngài thăm viếng chúng ta để Ngài đổ một cái loại dầu tươi mới của Ngài, dầu quyền phép của Ngài, dầu quý giá của Ngài ở trên đời sống của chúng ta, để mỗi người trong chúng ta buổi tối hôm nay, mỗi người đều có thể là người có đức tin lớn ở trước mặt Chúa bằng tấm lòng của sự cầu thai, hiểu biết trong ý muốn của Chúa, trong đường lối của Ngài, trong quyền năng của lời Ngài, để từ đó quyền năng từ lời Ngài qua danh của Ngài mà phóng thích đến để có thể chữa lành cho những người đầy tớ. Tôi mở ngoặc kép, người đầy tớ này có thể ở bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ loại người nào, bất cứ hội thánh nào mà đang bị bại sẽ được sự chữa lành thông qua những người có đức tin lớn. Xin Chúa Ngài ban phước cho tôi và quý ông bà chị em để luôn luôn khao khát Ngài, nương cậy nơi Ngài, và chỉ có Ngài, duy nhất có Ngài mới có thể phóng thích và làm cho đức tin của chúng ta có thể gia tăng ở trong Chúa và kết quả trong vương quốc của Chúa, đặc biệt trong mùa Giáng sinh tới đây. Xin Đức Chúa Trời cho chúng ta là những người hãy cầu thay cho những người đang khốn khổ, để họ cũng có cơ hội để nhận biết Chúa chúng ta trong dịp Giáng sinh này nữa. Thì Chúa ngày mang cho mùa Giáng sinh sẽ là một mùa bội thu. Tất cả chúng ta đều đang tất bật để lo công việc này. Chúng ta lo trang trí đủ thứ hết. Nhưng thương bà chị em, buổi tối hôm nay chúng ta đừng quên rằng chỉ có Chúa Giê-xu đấng mới có quyền để khiến cho người bại chữa lành. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Chúa cảm ơn mục sư. Xin là kính nhờ vào mục sư Chắc ạ, mục sư Chắc cầu nguyện. Cảm ơn Chúa khi nghe qua cái bài giảng hôm nay, thì tôi tin rằng trước mắt chúng ta trong phòng cầu nguyện của chúng ta, nếu có ai là người bại sẽ được chữa lành ngay, mà nếu ai là thầy đội sẽ nhận được phước ngay. Cho nên giờ này tôi nhân danh Chúa tôi sẽ cầu nguyện để tạ ơn Chúa với lời. Hallelujah. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đã ban lời hằng sống của Ngài cho chúng con.